Thầy xin chào tất cả các bạn và toàn thể các em. Thầy rất vui được gặp lại các em trong bài học ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với phần đó là uh, chữa bài tập cuối chương 2 bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn các em nhé. Đó. Uh, các em có thể thấy rằng là uh, chương này của chúng ta có hai nội dung chính, đấy, một là bất phương trình bằng nhất hai ẩn và hệ bất phương trình bằng nhất hai ẩn thì thầy đã hướng dẫn cho chúng ta đầy đủ từ các cái lý thuyết cũng như là các cái bài tập để chúng ta đã học cẩn thận trong các cái bài trước rồi đó hôm nay chúng ta sẽ tiến hành là ôn tập thôi đó thì chúng ta cần phải nắm được cho thầy cái dạng thức của nó như thế nào cái cách biểu diễn miền nghiệm của chúng trên mặt phẳng tọa độ ra sao và cái quan trọng đó chính là ứng dụng của cái hệ bất phương trình bằng nhất hay ẩn đó, ấy. đó trong những cái bài toán kinh tế đúng tới bài toán thực tế đấy. Ừ, đó. Thì uh, hôm nay chúng ta sẽ cùng uh, uh, mở sách kết nối tri thức với cuộc sống các em nhé. Đó và chúng ta sẽ uh, ứng dụng các cái thầy dạy đó và chúng ta sẽ tập làm bài trước cho thầy được không nhỉ? Đó. Sau đó các em sẽ cùng nghe thầy chữa chi tiết. Đó như vậy nó sẽ hiệu quả nhất. Rồi, ok, let's go. Các em sẵn sàng chưa? Chúng ta đến với câu hỏi bài tập đầu tiên. Nào, đầu tiên chúng ta có phần A lớn, các câu hỏi trắc nghiệm. Câu hỏi 2.7 bất phương trình nào sau đây của chúng ta là bất phương trình bằng nhất hai ẩn trong bốn phương án ABCD người ta cho trên bảng. Đó, à, Kem nhận ra ngay. Theo đúng lý thuyết thôi, đúng không? Chúng ta biết bất phương trình bằng nhất hai ẩn X, y thì có dạng tổng quát là gì? AX cộng BI nhỏ hơn hoặc bằng C. À, cũng có thể là lớn hơn hoặc bằng C, có thể nhỏ hơn C hoặc lớn hơn C đều được. Trong đó ABC là các hệ số thực và AB không đồng thời bằng 0. Tức là có thể Uh, khuyết một trong hai biến x hoặc y cũng được đó nhưng mà chỉ cần nhớ là cái bậc cao nhất của chúng ta là bậc nhất các em nhớ chưa đó như vậy nhìn nhanh vào đây chúng ta sẽ chọn được ngay đáp án nào đáp án a x cộng y lớn 3 đáp án b là x bình cộng y bình nhỏ hơn hoặc bằng 4 đáp án c x trừ y tất cả nhân với 3 x cộng y lớn hơn hoặc bằng 1 và đáp án d đó là y mũ 3 trừ 2 nhỏ hơn bằng 0 như vậy bằng mắt thường em có thể quan sát nhận ra ngay đáp án đó là a vì trong câu a là đúng dạng thức đúng không? Phương A đúng dạng thức luôn. Đó là có hai ẩn x y và bậc cao nhất là bậc nhất, đúng không? Còn nhỏ hơn hoặc bằng lớn bằng thì cái gì được hết, đúng không? Đó. Ok, cái loại trừ loại ra. Và em có thể nhận thấy là các cái câu B, C, D bị loại bởi thứ nhất, câu B của chúng ta thì em lại thấy là bậc bậc hai, x bình y bình đúng không? Đó loại ngay. C Câu C là dạng tích đúng không? Các em nhân thử ra, nhân ra các em cũng biết ngay là kiểu gì cũng sẽ có chứa x bình, y bình và xy như vậy cấu trúc đó nó cũng đồng bậc hai hết. Không được đúng không? Cái D thì cũng loại luôn tại vì y mũ 3. Nhìn là biết rồi. Đó. Như vậy chúng ta loại trừ rất là nhanh. Rồi ok. Mọi người nhớ chưa nhỉ? Đó, câu này dễ thôi, đúng không? Học gì thì người ta hỏi đấy thôi, đúng không? Đơn giản. Rồi, theo đúng lý thuyết này. Đó, thì các em sẽ thấy ngay đáp án là A. Ở đây thì muốn cẩn thận hơn nữa thì mọi người có thể đọc rõ hộ thầy các các cái hệ số ABC càng tốt đúng không? A của chúng ta x cộng y lớn 3 chính là bất phương trình bằng nhất hai ẩn y. A bằng 1, B bằng 1 và C bằng 3. Đáp án B x bình cộng y bình nhỏ bằng 4 thì đây không phải là bất phương trình bằng nhất hai ẩn vì có chứa bậc 2 x bình y bình. C, nếu chỗ này chúng ta nhân với trái ra, dạng này dạng tích đúng không? Nhân ra, các em sẽ thấy ngay là 3x bình đúng không? À, trừ À, tức là ý thầy là à, đầu tiên là cộng xy rồi trừ 3 xy thì rút gọn đi chúng ta sẽ có là trừ hai xy đó và sau đó là trừ y bình thì cái dạng thức này của em là uh, đồng bậc hai đúng không x bình y bình và xy đều là bậc hai hết đúng không đó như vậy là không được ok và uh, cái đáp án d thì trong này cũng có chứa y mũ 3 nên cũng sẽ bị loại đó rất đơn giản đúng không ừ, chọn a cho thầy em ghi chọn a xong ok Rồi, câu hỏi tiếp theo, à, câu hỏi 2.8 Cho bất phương trình 2x cộng y lớn hơn 3 khẳng định nào sau đây là đúng? Phương án A, bất phương trình đã cho có nghiệm duy nhất Phương án B, bất phương trình đã cho vô nghiệm Phương án C, bất phương trình đã cho có vô số nghiệm Hay phương án D, bất phương trình đã cho có tập nghiệm là nửa khoảng Từ 3 ngoặc vuông ấy, đến dương vô cùng các em biết là uh, bất phương trình bậc nhất hai ẩn x y của các em ấy thì luôn có tập nghiệm đó là vô số nghiệm đó tức là em biết là uh, chúng ta biết là nó sẽ tập nghiệm của nó nếu có thì nó sẽ là cả một cái nửa mặt phẳng bờ bờ là đường thẳng d nào đó đúng không đó đường thẳng d trong trường hợp này nếu cần dựng ra vẽ ra thì đường thẳng thế, đường thẳng d có dạng là 2 x cộng y bằng ba thì nó sẽ là nửa mặt phẳng bờ d các em xem nửa phẳng, nửa phẳng, nửa, phẳng, nửa mặt phẳng bờ d này có chứa ô không ô không không thay vào thì có thỏa mãn không thay ô không không vào phía trái thì không cộng không không thể nào lớn ba được như vậy đây là nửa mặt phẳng BD không chứa ô và không kể biên là đường thẳng D đấy nói ngắn gọn là như thế chính vì vậy em biết rồi đấy luôn luôn nó sẽ có cái tập nghiệm là vô số nghiệm tức là mỗi một nghiệm thì sẽ là một cái điểm M nào đó có tọa độ xy thỏa mãn bất phương trình này nhưng mà chúng ta có vô số điểm thỏa mãn đúng không nó là cả một cái vùng vùng trời mà giống như thầy đã nói có vô vàn các cái ông sao ở trên lấp lánh có thể thỏa mãn thay vào đúng không đó rồi như vậy rất là nhanh ta chọn luôn cho thầy đáp án c vô số nghiệm chuẩn rồi tại vì miền nghiệm của nó thì là cả một cái nửa mặt phẳng mà ừ. vô số nghiệm mỗi một nghiệm là một cặp số xy chuẩn quá thay vào mà thỏa mãn là được đó em có thể chọn cho mình một vài cặp số nào đó thay vào không? đó vân vân cái này không không cần phải vẽ đúng không ừ. trừ khi người ta yêu cầu vẽ miền nghiệm thì chúng ta mới mới vẽ ra thôi còn ở đây chỉ cần trả lời thế là xong mọi người rõ chưa nhỉ đó ok không ừ. c chọn toàn c rồi bây giờ chúng ta đến với câu hỏi tiếp theo 2.9 hình nào sau đây biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình x trừ y nhỏ hơn 3 rồi một câu hỏi trắc nghiệm rất là quen thuộc đó và rất là hay, tiêu biểu cho cái phần bài học này. Các em biết là bình thường ấy thì người ta cho em bất phương trình rồi thì bây giờ em sẽ uh, vẽ miền nghiệm ra trên mặt phẳng tọa độ đúng không? Bây giờ người ta vẽ hộ cho rồi. Bây giờ hỏi xem cái nào đúng, nhìn bằng mắt thường là ra luôn. Đó. Đầu tiên, thầy khẳng định với các em một điều, đó là chúng ta sẽ phải thực hiện các bước đầu tiên là dựng đường thẳng D. Đường thẳng D có được bằng cách các em uh, chuyển cái dấu uh, nhỏ hơn kia thành dấu bằng. Chúng ta sẽ vẽ được, vẽ được đường thẳng D đó là X Y bằng 3. Đúng không? Đó, vẽ đường thẳng này các em phải lấy uh, nét đứt hay là nét liền. Thì chắc chắn các em phải vẽ nét đứt rồi. Vì thầy đã dặn dò rất là kỹ. Miền nghiệm của chúng ta, ấy, nếu trong bất phương trình của các em mà cái dấu nhỏ hơn kia mà nó có dấu bằng cơ, ví dụ nhỏ hơn hoặc bằng ấy, thì các em mới được lấy cả biên. Lúc này lấy cả biên thì em mới được vẽ uh, nét liền. Còn khi mà đã không lấy biên rồi thì người ta sẽ vẽ nét đứt. Nào mọi người hiểu chưa? Khẳng định như thế thôi nhé. Còn tất nhiên khi vẽ đường thẳng thì người ta phải lấy cái chỗ dấu bằng đó ra để người ta định hướng ra cái đường thẳng thôi. Đúng không? Đó. Ok. Bốn phương án ở đây người ta đều vẽ nét đứt hết. Đầu tiên là chưa loại trừ được bằng nét đứt lên liền đúng không? Ừ. Nhưng mà nhớ đầu tiên bước 1 là người ta sẽ loại trừ bằng nét đứt lên liền trước. Nhìn cho nó dễ. Rồi. Sau đó các em sẽ vẽ đường thẳng thì em sẽ thấy ngay có một cái kinh nghiệm nhận ra như thế này Đó là em sẽ thấy ngay là chúng ta cho x bằng 0 Thì y của em x bằng 0 Thì trừ y bằng 3 như vậy y bằng trừ 3 Và cho y bằng 0 Cho y bằng 0 À quên đây y bằng 0 đằng sau Thì x bằng 3 công nhận chưa đó như vậy các em nhìn vào hai giao điểm này xem cái xem có đúng là cái đường thẳng ý nó cắt hai chủ tọa độ tại hai điểm AB này không đấy nhìn phát biết ngay như vậy điểm đầu tiên là điểm 0 3 0 3 nằm ở dưới đúng không? Ừ, ở dưới chỗ trục tung kìa Đấy. Như vậy cả lớp có thấy 0 3 là nghiêng về CD không? Chuẩn quá rồi CD Chuẩn rồi đúng không? 0 3 và 3 0 mà Đúng không? Người đấy, nhìn ra cái ở dưới rồi Rồi Thế bây giờ quan trọng là lấy miền nghiệm Ở bên trái hay bên phải Thì em biết là miền nghiệm là cái miền không bị gạch Miền trắng ấy đó Em thay thử tọa độ điểm O vào là xong Thì đây chính là bước thứ ba thay điểm ô vào xem thay vào bất phương trình ban đầu ấy xem thỏa mãn hay không thì không nhỏ hơn 3 cái này thỏa mãn đúng không thay điểm ô vào không nhỏ hơn 3 rất thỏa mãn vậy miền nghiệm có chứa ô đúng không ok như vậy đáp án của chúng ta đó chính là đáp án d miền nghiệm có chứa ô chuẩn 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 Đấy, vậy thôi phân tích ra thế này cho các cẩn thận thôi thực ra các em nhìn bằng mắt thường lại nhận ra Ngoài ra thì thầy cũng có một cái mẹo nữa cho kem như thế này nhé Ngoài nhìn những cái điểm đi qua này Thì cũng có một cách nữa là Kem có nhớ cái dạng này thì mình rút ra được là y bằng gì không? Rút về dạng đại số y bằng a y cộng b ấy, để cho nó dễ nhìn Chuyển y sang đây Như vậy có phải là y bằng x 3 không? Cho thầy hỏi một tí Nếu bây giờ chúng ta quy cái dạng này về dạng đại số Đúng không? Dạng hệ số góc ấy Thì em biết hệ số góc a trong trường này bằng mấy? A bằng 1 Là dương đúng không? Thế thì ngày xưa ta đã học rồi. Theo kiến thức kinh nghiệm ta biết rồi, một đường thẳng y bằng ai cộng b mà hệ số a dương thì chứng tỏ hàm số đồng biến, hàm số bậc nhất này này đồng biến trên r, chứng tỏ nó phải đi lên từ trái qua phải. Hàm số đồng biến trên r như vậy đồ thị chắc chắn nó phải đi gì? Đi lên từ trái qua phải. Đấy, em nhìn vào đây em cũng sẽ loại trừ rất là nhanh. Kiểu gì mà trả ra CD, nhìn từ trái qua phải có thấy nó đi lên không? Có đúng không? Đấy thế thì bằng một cách đó em sẽ nhận nhận biết được ngay tại vì nó chỉ có hai xu hướng đi lên hoặc đi xuống cái nhìn phát thế này, này biết a dương đi lên a âm đi xuống xong đó đấy thì đấy ngoài có thể nhìn vào cái tính lên xuống tăng giảm đúng không đồng biến này hoặc em có thể nhìn vào một số các cái giao điểm đó thì em phải tự đọc được nhé nhưng mà giao điểm chỉ đọc được trong trường hợp nếu mà số nó đẹp thôi được chưa thì thường người ta phải cho em đẹp đẹp một tí đúng không rồi còn cuối cùng thay ô vào thì thôi ai biết rồi ô thay vào nhìn biết ngay rồi chuẩn nhá chốt kinh nghiệm như vậy nhá ừ. Rồi, đầu tiên ta sẽ vẽ cho thầy cái đường thẳng x y bằng 3. Đường thẳng này gọi là D. Đó, thì cho x bằng 0 thì y bằng 3. Đây này, tức là điểm A đấy. Cho y bằng 0 thì x bằng 3, nó hiểu chưa? Ừ. Vậy đường thẳng này đi qua hai điểm A 0 3 và B 3 0, giống thầy đã nói nhá, chuẩn chưa? Đấy, đầu tiên loại trừ được như thế đó. Nét đứt lên, lên liền đã này. Đầu tiên nhìn nhìn vào nét đấy nhá, nét đứt lên, lên liền này. Xem đi qua điểm nào này, hoặc là dựa vào tính tăng giảm cũng được, cho nó nhanh này đó loại trừ AB vì đường thẳng trong hình là không đi qua điểm A nhìn đã biết rồi đó chỉ còn có CD thôi thay nốt O vào đúng không đó ta thấy thỏa mãn đúng không như vậy là chứng tỏ là điểm O thỏa mãn cái cái điểm 00 không ấy ở ừ, thỏa mãn bất phương trình đã cho như vậy điểm O thuộc về miền nghiệm của nó vậy chúng ta chọn đáp án D là chuẩn OK đó OK chúng làm nhanh được chưa rồi như vậy câu hỏi này kết thúc thành công chúng ta đến với câu hỏi tiếp theo kem nhé Câu hỏi 2.10 Hệ bất phương trình nào sau đây là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn Đó, trong bốn phương án ABCD Đó, các em sẽ cùng quan sát nhận dạng và loại trừ luôn nhé Đó, thì bây giờ chúng ta đầu tiên các em có phương án A Hệ này của chúng ta có hai bất phương trình đúng không? Các em đọc à, x chữ y nhỏ hơn 0 và 2y lớn hơn hoặc bằng 0 Em thấy chuẩn chưa? Cái đầu tiên được không? Quá được đúng không? Ừ, cái thứ hai, cái thứ hai vẫn được luôn Tại vì cái thứ hai, cái thứ hai chỉ có một cái y thôi nhưng mà vẫn được nhá, khuyết một cái không sao cả. đây là dạng khuyết mà thầy đã dạy một lần rồi. Đó, sẽ cẩn thận rồi đấy. Như vậy chúng ta có thể chọn A luôn, Đó. Nếu không uh, phân vân loại trừ gì nữa thì A luôn, đúng xong đi về luôn, xong 10 điểm. 10 điểm, 10 điểm xong. Còn bây giờ nhá, bạn nào thích thì chúng ta có thể tiếp tục nào để ý vào B, C, D nhá. B của các em có chứa cái gì? Úi dồi ôi, nhìn thấy y mũ 3. Loại ngay từ vòng gửi xe. Rồi, chưa cần đợi là cái thứ hai, chỉ cần biết cái đầu tiên bị loại thôi là cả hệ coi như loại luôn. Đó, đúng không? Rồi tiếp tục, C nào? Úi rồi C lại nhìn thấy y bình phương kìa, loại tiếp. Đó. Còn cái D. Cái D, cái D cũng thấy x mũ 3 tiếp tục sai đúng không? Đó. Như vậy chúng ta đúng là khoanh A thật. Chốt 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 chốt. Ok nhá, ok. Rồi, khẳng định lại một lần nữa nhá. Nào, hệ đầu tiên hệ này gồm có hai bất phương trình bằng nhất hai ẩn đó x chữ y nhỏ hơn không và hai y lớn bằng không đó như vậy hệ này là thỏa mãn đúng không đó thực ra nó có thể có hai bất hoặc là nhiều bất cũng được đó miễn sao nó chỉ nó phải thỏa mãn là 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 nhiều nhất là chỉ có hai ẩn x y thôi đó và bậc nhất là được cái b bị loại bởi y mũ 3 ok luôn cái c bị loại bởi y bình phương và cái D bị loại bởi x mũ 3 Ok nhá, đấy thế là xong Đáp án A luôn Rồi, I'm fine thank you chưa? Rồi, xong nhá Bây giờ chúng ta tiếp tục đến với câu hỏi 2.11 Cho hệ bất phương trình sau X chữ Y nhỏ hơn âm 3 Và 2Y lớn hơn hoặc bằng âm 4 Điểm nào sau đây thuộc về miền nghiệm của hệ bất phương trình này rồi các em thân mến, hỏi điểm nào là nghiệm đúng không? Ừ đơn giản thay vào thôi. Cứ cái gì hỏi là nghiệm hay không, thay vào thỏa mãn thì là nghiệm, không thỏa mãn thì thôi đúng không? Đấy thế là xong. Đó, thì trong hợp này các em không cần phải vẽ miền nghiệm ra nhé. Đó, trừ khi người ta uh, không cho em cái cái bất phương trình kia mà người ta lại cho em cái miền nghiệm sẵn rồi thì em sẽ uh, đọc, em sẽ giống các cái tọa độ của nó vào trong cái cái cái, cái miền trắng trong đó nếu mà nó rơi vào miền trắng ấy. Ừ, thì là nghiệm còn uh, giang cái miền gạch sọc ở ngoài thì loại thì đấy là trường hợp người ta vẽ hình còn ở đây uh, thay vào là xong vậy giờ kem thay lần lượt nhé đúng ở đâu kem dừng ở đó đó đúng không thay vào thôi bạn nào nhẩm nhẩm nhanh hộ thầy một tí nào đầu tiên nhá bây giờ ta thay thử điểm ô và thay vào một cái thôi mà sai thì không cần thay nữa tại vì trong hệ thì cái nọ nó sẽ phải giúp đỡ cho cái kia đúng không cái nọ nó sẽ Ừ, phù hộ cho kia Đó kiểu như thế trợ giúp lẫn nhau Một cái mà sai rồi Thì không cần phải thay cái tiếp theo nữa Nhớ như thế Đó à, à, Không 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 sao nào Không trừ không nhón bao Rồi điêu 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 luôn Sai luôn Không cần làm nữa Được chưa Điêu luôn Không trừ không nhón ba Sai Nhón trừ ba Sai luôn Thế còn trừ à, hai một Trừ hai Trừ hai Rồi trừ đi một nữa Là trừ ba Trừ ba mà nó lại không có dấu bằng Nó mới đều ấy Chừ -2 mà trừ đi 1 là -3 mà nó không có dấu bằng không có dấu bằng sai. Đấy, điều luôn sai tiếp tục bỏ luôn B. Hiểu ý có thầy không? Đó. C xem nào, 3 3 chừ, chừ -1 là bằng 4, 4 đi nhỏn hơn -3, tiếp tục sai. Đấy, nhầm bằng mắt thường nữa ra. Đúng không? Không cần làm nữa, D. D chặt, được chưa? D một cách chặt chẽ luôn. D. Vì chừ -3 trừ đi 1 nữa là chừ -4, chừ -4 thì đúng là phải nhỏ hơn -3 rồi, đúng rồi. Đúng không? Thay tiếp vào cái dưới xem nào Thay y 2 x 1 hả Tức là 2, 2 lớn bằng chữ 4 Được, chấp nhận được D, 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 D Ok con D, D luôn Đấy, bạn nào thích như Trình bày cẩn thận thì thay vào Còn bình thường tư duy một cách đỉnh cao Nhanh nhầm luôn Đúng không? Em phải học nhầm đấy Đây cũng là một kỹ năng rất quan trọng đó Được chưa? Thay 00 vào cái đầu tiên loại luôn Còn cái thứ hai tuy thỏa mãn nhưng mà suy cho cùng là vẫn loại như thường Chuẩn chuẩn Đó Loại A Loại B Tại vì tiếp tục thay vào đây ra trừ 4 không thể nào nhỏ nó trừ 3 được Đó Cái dưới thì có thể thỏa mãn nhưng mà cái trên đã bị loại rồi Đó Đúng không? Ừ, thay vào đi Cái C Nào 3 trừ 1 lúc nãy vừa nói là 4 nhá 4 nhỏ nó trừ 3 <laughs> điêu toa đỡ nhỉ đó sai lòi mắt đúng không loại luôn còn cái dưới em thích em thay vào tiếp cái dưới thực ra thì tuy thỏa mãn nhưng mà chả có tác dụng gì đúng không lúc này thỏa mãn thì không còn tác dụng gì nữa đúng không đó mọi chuyện nó đã rồi rồi đúng không ok ok như vậy chỉ còn có d thôi d thôi thay vào tại vì thấy trừ ba trừ một nhỏ trừ bốn à tức là ý thầy là trừ bốn nhỏ trừ ba là đúng rồi đúng không ừ. và cái dưới là thỏa mãn ok thay vào luôn Xong, xong, ok nhá Đáp án D, như vậy câu này tiếp tục là kết thúc thành công Rồi, các bạn và kem yêu quý của thầy Bây giờ chúng ta tiếp tục đến với phần B Đó là các bài tập tự luận, kem nhá nào, những bài này thì chúng ta sẽ cố gắng uh, trình bày theo đúng cái phương pháp mà thầy đã hướng dẫn. Đó, chúng ta cố gắng làm cẩn thận một tí để được điểm cao. Mọi người uh, có hiểu không? Ừ. Uh, 2.12, biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình. X cộng Y trên 2 nhớn hơn hoặc bằng 2 x trừ y cộng 1 trên 3 trên mặt phẳng tọa độ rồi bây giờ đầu tiên các em phải uh, sơ chế một tí đã cái bất phương trình này vì nó chưa uh, đúng với cái dạng thức chúng ta đã học ở đây thì các em nhận thấy là có hai ẩn y rồi đúng không bậc gì bậc nhất rồi nhưng mà nó lại chưa gọn đúng không thì mình phải sơ chế nó đi đúng không đó để mình phải làm cho nó gọn đẹp sạch sẽ đi đã xong rồi thì mình mới uh, uh, xây được à đấy rồi như vậy ở đây thì em thấy là nó có mẫu có mẫu kiểu phân thức ấy thì em sẽ nhân chéo quy đồng khử khử mẫu đi ở đây mẫu dương mà nên em quy đồng khử mẫu thoải mái hoặc đơn giản nhất là nhân chéo là xong đúng không tích chéo tích chéo rồi vậy bây giờ ta tích chéo một tí là ta có kết quả này ở đây thì bạn nào mà thích quy đồng thì mẫu số chung là 6 xong thì em khử mẫu đi được thoải mái đúng không còn ở đây nếu mà mẫu dương thầy xin phép các em là thầy nhân chéo luôn cho nó nhanh 3 nhân với x cộng y nhớn hơn hoặc bằng 2 lần mở ngoặc 2x chữ y cộng 1 Các em nhân tung xòe chỗ này ra nhé Đó, nhân tung tòe ra Ta được 3x cộng 3y nhớn hơn hoặc bằng 4x chữ 2y cộng 2 Sau đó các em sẽ chuyển vế Chuyển vế được không? Thì chúng ta sẽ thu được Đố các em là thầy chuyển uh, uh, bên nào sang bên nào <laughs> Thầy không chuyển giống em đâu Em xem em có chuyển giống thầy không? Chưa chắc em chuyển giống thầy đâu em lại chuẩn bị chuyển 4x sang bên này để cho nó toàn âm x nhìn trông nó cứ toàn dấu âm nghe đau đầu lắm. Thầy quyết định là chuyển theo cách của mình. Được chưa? Thầy quyết định là chuyển từ bên trái sang bên phải. Có ai làm gì mình đâu. Đúng là được chứ gì, đúng không nhỉ? Nhưng mà để cho cái hệ số đầu tiên thường là thầy có một cái ấn tượng là khi làm bài ấy, mình để cho cái đầu tiên thường nó dương nhìn nó dễ hơn. Hoặc trong bài nó có nhiều dấu cộng, nó hay hơn là nhiều dấu trừ. Các cái dấu trừ nó cứ thế nào ấy, nó có một cái cảm giác đó, nó, nó nó không được vui cho lắm. Nhìn nhiều dấu trừ đau đầu nó chóng mặt lắm Công nhận không? Đấy, như vậy khi làm bài mình cũng phải chọn cái cách nào mà mình có cảm giác mà nó sẽ an toàn hơn Đúng không? Mà nó cảm thấy mà nó đỡ nhầm hơn Nhiều khi tính các cái dấu trừ, đó hết cả đầu đó Thật mà, đó, vậy nên là các em khi làm các em cũng sẽ phải có một vài các cái tinh tế khéo léo một tí nhá Nhớ chưa? Đó, mình thích thì mình làm, ai làm gì, nó sai đâu mà sợ, đúng không? Đó, như vậy mình sẽ chuyển từ bên trái qua bên phải Đúng không? Đó, chứ không như thế cứ phải làm giống người ta đâu được chưa? Mình càng làm giống người ta về sau mình lại sai giống người ta đấy, được chưa? Mình phải làm khác người ta đi một tí, được chưa? Mình phải sáng tạo lên. Nhớ chưa? Thế nó mới hay được. Được chưa? Không là em lại làm ra khác thầy, em lại vẽ khác thầy đấy. Chuyển bên này sang thì chúng ta sẽ có 4x 3x lại còn x này. Trừ 2y nhá, trừ 3y nữa là trừ 5y. Và chúng ta sẽ thấy là nhỏ hơn là bằng âm -2. Em chuyển xem đúng dạng thức chưa? Đó, lúc này nó phải thành nhỏ hơn bằng. Còn nếu em muốn xử bỏ cái dấu âm ấy em sẽ nhân đều hai vế với âm một thì em đảo chiều bất bất phương trình đi được đó nhưng mà mình không thích tại vì những cái, cái chỗ đó nó là lằng nhằng lắm được chưa đó rồi như vậy chúng ta được x trừ năm y nhỏ hơn là bằng âm hai chốt cái này phải đúng nhá chứ là sai là thôi đấy không cần vẽ nữa đâu là gạch bài luôn đấy được chưa đó xem kỹ đi xem đúng nhỏ hơn là bằng chưa hay là mai lại lớn là bằng thôi chết luôn đấy được chưa từ từ mà làm thôi rồi các bạn và các em thân mến Theo đúng các bước biểu diễn miền nghiệm của nó Thì bước đầu tiên còn nhớ không? Bước 1 Dựng đường thẳng D đúng không? Đó Đường thẳng D của em chúng ta sẽ uh, Vẽ đó là uh, X chứ 5Y bằng âm 2 uh, Chúng ta vẽ cho thầy nét liền Vì trong bất phương trình của các em ấy Là nó có dấu bằng Như vậy là nó sẽ có kể cả biên Đúng không? Các em nhớ nhá Khi vẽ đường thẳng là chúng ta phải lấy ra dấu bằng tức là dạng phương trình ấy nhưng về so có lấy biên hay không là tùy vào trong cái đề bài trong đề bài ban đầu là có dấu bằng thì chúng ta lấy còn nếu không thì chúng ta vẽ nét đất, đất nhớ nhá chứ không phải là 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 thích lấy hay không là thích liền là liền thích đất là đất, đất đâu người ta quy ước thế rồi nhớ chưa rồi vẽ cái này thì dễ nhỉ tự làm được không đó tự cho x bằng không rồi tự cho y bằng không các thứ nhé các kiểu bước 2. lấy điểm O không không để thay vào cái biểu thức bất phương trình ban đầu em thay vào vế trái đấy ừ. thì chúng ta thu được vế trái của em là không không thì nó phải lớn trừ hai như vậy mà dấu bất, ban đầu của bất phương trình thì lại nhỏ hơn hoặc bằng như vậy có thỏa mãn được không loại điểm ô không thuộc về miền nghiệm của bất phương trình đã cho đúng không vì nó bị ngược dấu rồi vậy kết luận Miền nghiệm của bất phương trình đã cho chính là một nửa mặt phẳng bờ gì? Bờ D có chứa ô không? Không chứa ô. Ok. Không chứa gốc tọa độ ô. Rồi, chúng ta vẽ được chứ? Có đúng không? Ừ. Cái việc uh, vẽ lấy ra hai điểm ở chỗ này để vẽ được cố mà làm hay nhá. Cho tính toán nó ra, được chưa? Uh, em có thể cho x bằng 0 rồi tìm y này, nhưng mà nghe có vẻ nó trừ hay. Sẽ lại cho x bằng 0 mà cái chỗ này nó lại ra 2/5 mà. 2/5 thực ra chả lẻ lắm đó, Đúng không? Đúng không? còn nếu mà cho y bằng không thì chỗ này nó sẽ ra là âm 2 cũng được. thực ra em 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 có thể lấy một các cái điểm khác cũng được không sao cả. nếu em thích em có thể cho x bằng một số khác tùy em nhưng mà miễn sao tính ra nguyên đẹp là được nhớ <laughs> chưa? đó hiểu không? đấy thì tùy vào các em chỗ này nhé. chúng ta vẽ to phóng cái đơn vị ra một tí nhé. rồi đáp án của các em ở đây đó. chúng ta vẽ xem giống thầy làm chưa? Được chưa? Rồi. Ờ, thực ra thì cho cái điểm khác cái điểm không cũng được nhưng mà thông thường thì vẽ luôn hai điểm AB này thì nó sẽ cắt luôn hai trục tọa độ tại đó thì nối nó dễ. Còn nếu mà bình thường em phải vẽ một cái điểm khác nhá, mà kiểu khác không ấy, thì em sẽ phải gióng gióng vuông góc đúng không? Gióng vuông góc xong rồi thì mới vẽ ra được. Thì thường người ta chọn luôn hai cái điểm này cho nó nhanh. Rồi mọi người vẽ được chưa? Được không nhỉ? Đó. Nếu em chọn cái 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 cái, cái một là ở cái dòng này thì cái chỗ này của em đây này 2 phần năm của em thì thì nó chỉ bốn tức là chưa đến 0,5 ở đấy cả lớp hiểu ý của thầy không tại vì một thì chọn trên dòng này hiểu ý chưa đó còn cái ở dưới này là chứ hai thì ta biết rồi mọi người vẽ được chưa rồi miền nghiệm của chúng ta không chứ ô như vậy các em sẽ gạch bỏ toàn bộ vùng phía dưới chuẩn không đó và các em nhớ vẽ cho thầy cái đường thẳng em sẽ vẽ cho thầy nét đứt thôi nhé nhớ là vẽ nét đứt thôi vẽ đứt cho thầy thôi nhé Đấy, thế là xong thôi, đơn giản Rồi, các bạn và kem thân mến Bây giờ chúng ta đến tiếp với bài tập 2.13 Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình X cộng Y nhỏ hơn 1 Và 2X trừ Y lớn hơn hoặc bằng 3 Trên mặt phẳng tọa độ Rồi, ok, đây cũng là một bài rất là tiêu biểu đúng không? Trong phần này Nào, chắc chắn là kem còn nhớ lý thuyết Cùng với phương pháp làm bài đúng không nhỉ? Đó, bước 1 kem sẽ vẽ mấy đường thẳng nhỉ? Hai đường thẳng đó à, d và d phẩy nào đó đúng không sau đó d của em là x cộng y bằng một d phẩy hai x trừ y bằng ba đó để vẽ được thẳng các em lấy dấu bằng cho thầy đó sau khi vẽ được các đường thẳng này thì chúng ta bắt đầu thay tọa độ điểm O vào không không em thấy ngay điểm O thì thỏa mãn miền nghiệm của bất phương trình đầu tiên nhưng không thỏa mãn cái bất phương trình thứ thứ hai đó như vậy tí nữa được em nhớ là cái nào thỏa mãn em giữ nguyên còn không thỏa mãn thì em gạch sọc nhé và chúng ta sẽ lấy dao của các miền nghiệm này thì chúng ta sẽ được miền nghiệm uh, chung của cái hệ bất phương trình này dự kiến ở đây thì cái miền nghiệm này sẽ là một cái miền hở đúng không tại vì có hai đường thôi mà nó chắn vào nhau kiểu gì nó hở chuẩn chưa đó còn thường ít nhất phải từ ba đường trở lên thì nó mới tạo ra các cái miền phẳng khép kín được ví dụ như là tam giác tứ giác ngũ giác ấy ừ có đáp hiểu, hiểu ý chứ đó rồi ok nhớ tự làm trước nhé trước khi đến với lời giải chi tiết. Thế bây giờ chúng ta biết làm rồi bây giờ ta làm nhanh thôi đúng không? Ừ. Đầu tiên kem xác định miền nghiệm của bất phương trình đầu tiên x cộng y nhọn một. Kem vẽ cho thầy đường thẳng d x cộng y bằng một vẽ nét gì nét đứt tại sao? Vì uh, cái bất phương trình này không có dấu bằng. Rồi kem uh, cho x bằng không thì y bằng một và ngược lại bài này cho y bằng không thì x cũng bằng một như vậy rất là dễ vẽ đúng không? Ừ Em thay tọa độ gốc tọa độ O00 vào thì em thấy ngay không nhỏ hơn 1 như vậy là điểm O thuộc về miền nghiệm của bất phương trình đầu tiên. Đó, miền nghiệm này là một nửa mặt phẳng BD và có chứa O. Chốt chuẩn nhá. Tiếp tục, xác định miền nghiệm của bất phương trình số 2. 2x y lớn hơn hoặc bằng 3. Chúng ta vẽ D phẩy. 2x y bằng 3. À, nếu mà các em cho x bằng 0 Thì y bằng 3 Nếu các em cho y bằng 0 Thì x sẽ bằng 3 phần 2 Các em nhớ tự đánh cho thầy các điểm vào nhé AB, rồi CD, vân vân gì đó vào Đánh vào Thay gốc tọa độ O vào Thì ta thấy ngay à, Thay vào thì về trái bằng 0 0 thì nó sẽ nhỏ hơn 3 Chính vì thế thì nó sẽ không thỏa mãn bất phương trình số 2 này Đó Vậy điểm O này của em không thuộc về miền nghiệm Của bất phương trình số 2 miền nghiệm của bất phương trình này chính là một nửa mặt phẳng bờ d phẩy không chứa ô. rồi và kết luận cho thầy thì miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho sẽ chính là giao của các miền nghiệm trên hay chính là miền uh, trắng không bị gạch đó chúng ta chỉ cần làm nói như thế thôi là được nói như thế là ổn Đúng không? Đó Trong đó miền nghiệm này em phải kể biên nào Không kể biên nào em phải nói rõ ra Không người ta không biết đâu Thì trong này chúng ta không kể biên là đường thẳng D phải Còn tất nhiên cái còn lại thì là có kể rồi Cái D thì có kể rồi Đúng không? Ừ. Rồi các em vẽ thử đi Xem có đúng với đáp án không nhé Đây, đây chính là uh, cái uh, biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình này trên mặt phẳng tọa độ. Đó, mọi người thấy không? thấy rõ rồi nhá đó đường D đầu tiên màu đỏ, thì vẽ nét đứt, chúng ta nhìn thấy rõ chưa? đó, em có thể phóng to đơn vị các cái chỗ này ra nhé, để nhìn cho nó được rõ nhất, đó. rồi còn D phẩy thì nét liền, đó được không nhỉ? đó. kia cái... bây giờ quay trở lại với cái đường thẳng nét đứt đầu tiên thì nó là gì ấy nhỉ? cái miền nghiệm của nó là có chứa ô như vậy em sẽ gạch bỏ cái cái, cái 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 vùng bên này đúng không gạch bỏ cái vùng bên này xong nhá còn cái đường thẳng thứ hai đường thẳng nét liền đấy đó thì miền nghiệm của nó không có chứa ô đúng không nhỉ đó như vậy em lại gạch bỏ toàn bộ ở phía bên 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 trái đi đúng không đó hiểu ý không nhỉ đó cái em gạch ngang gạch sọc cho thầy cái này vẽ nhanh thôi đúng không đó các em uh, vẽ làm sao mà chúng ta trong vở ấy, các em cũng sẽ vẽ cho thầy giống như là cái hình vẽ này này. Các em sẽ đóng khung cho thầy thành một cái dạng ô vuông như thế này này. Mà gọn gọn bên cạnh thôi. Để khi mà chúng ta vẽ uh, sọc ngang sọc dọc các thứ rồi vẽ đậm nhạt các kiểu vào ấy, đó. Thì nó sẽ được gọn trong một cái khung hình, chứ không cần phải vẽ to tướng hết cả trang đâu. Không thì tô sọc thế đến bao giờ xong. Vẽ thành một cái khung bên cạnh thế này thôi, giống như hình vẽ của thầy như thế này. Đấy, tức là thầy vẽ thế nào các em vẽ giống như theo như thế. Đó. Đã hiểu ý của thầy không? Đó. Vẽ gọn gọn và như thế cho nó đẹp. Thì giống như là em vẽ một cái bản đồ ấy, đấy, nó sẽ chia khung nó hợp lý thì nhìn trông nó sẽ uh, vừa đẹp mắt mà nó lại gọn vở. Đúng nhỉ? Đó mà nó nhìn nó không bị 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 nhìn nó không 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 bị khó. Nhiều khi em vẽ các thứ nó to quá cũng cũng ấy đấy, được chưa? Mà vẽ nhỏ quá nó cũng ấy đấy. Đó. Ok không? Đấy, câu này như vậy là xong. Chốt nhá. Đó. Rồi, các bạn và các em thân mến, thầy trò chúng mình sẽ đến với bài tập tiếp theo, đó là bài 2.14 các em nhé. Nào, đây là một bài rất là tiêu biểu và quan trọng trong chương này. Đó, mọi người nhớ để ý nào. Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình sau. Đó, chúng ta có bốn bất phương trình ở trong hệ nhé. À, y trừ 2x nhỏ hơn hoặc bằng 2. À, y nhỏ hơn hoặc bằng 4. X nhỏ hơn hoặc bằng 5. Và x cộng y lớn hơn hoặc bằng âm 1 biểu diễn miền nghiệm của chúng trên mặt phẳng tọa độ. Từ đó tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của một biểu thức f lớn gồm hai ẩn x, y có dạng chữ -x chữ y với các điểm xy thì uh, thỏa mãn cái hệ bất phương trình nêu trên. Đó. Trong trường này chính là người ta đang ứng dụng cái hệ bất phương trình này để tìm uh, giá trị lớn nhất nhỏ nhất của một biểu thức hay biến. Rồi À, theo đúng cái lý thuyết mình đã được học Thì bài toán chia ra làm hai uh, bước lớn Bước 1 là các em sẽ biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình Và bước 2 chúng ta sẽ đọc cho thầy Đúng không nhỉ? Đó à, Các cái uh, điểm ABCD Đó chính là tọa độ các đỉnh Đúng không nhỉ? Của cái hình đa giác có được Sau khi mà chúng ta vẽ được miền nghiệm nêu trên ấy, Thông thường chúng ta sẽ thu được một cái đa giác uh, phẳng kín đúng không? Có thể là tam giác, tứ giác hoặc là ngũ giác. Đó, các em đọc tọa độ các đỉnh của đa giác miền nghiệm nêu trên và chúng ta sẽ thay vào thay trực tiếp vào cái biểu thức f lớn xy này. Chúng ta uh, so sánh đúng không? Cái số nào mà lớn nhất thì đó chính là giá trị lớn nhất và cái nào nhỏ nhất thì đấy là giá trị nhỏ nhất. Đó. Người ta chứng minh được rằng là giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của biểu thức này sẽ xảy ra tại một trong các cái đỉnh của đa giác nêu trên chuẩn rồi nhá, đó chúng ta đã học rồi. Nào, chúng ta đã nhớ hai bước lớn đó chưa nhỉ? Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vẽ nhá. Ở đây thực ra chúng ta phải vẽ bốn đường tất cả. Nhưng mà quan trọng là cái đường số 1 và đường thứ tư thôi. Đường số 1 và đường số 4. Còn hai cái đường số 2 và số 3 thực ra vẽ rất là dễ. Đúng không? Vẽ đường thẳng y bằng 4 thì em vẽ đường thẳng nằm ngang đi qua cái vị trí tung độ 4. Còn vẽ đường thẳng x bằng 5 thì em sẽ vẽ một đường thẳng đứng đi qua vị trí x bằng 5 vẽ hai cái này thì quá đơn giản lại biết rồi. và cái, cái 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 cách nhìn miền nghiệm của chúng cũng khá là dễ thôi các em sẽ lấy các cái miền mà có dấu nhỏ miền nhỏ tức là cái miền nằm bên trái trục tung à, tức là miền nằm bên trái cái đường thẳng đó đúng không các cái miền nhỏ thì sẽ là nằm bên trái và nằm bên dưới đúng không đấy gọi là các cái miền nhỏ hơn chỉ bên trái bên dưới thôi thì ta nhìn ra rất nhanh mà không cần nhất thiết là phải thay góc tọa độ ô vào còn cái đường số 1 và đường số 4 thì chúng ta sẽ vẽ cho thầy cẩn thận ra và thay ô vào nhé hiểu ý của thầy không đó làm như thế cho nó nhanh rồi bây giờ chúng ta sẽ uh, tự làm bài trước khi đến với lời giải chi tiết và thầy cũng đã gợi ý cho các em một cái kinh nghiệm chỗ này rồi thông thường theo kinh nghiệm đã chứng minh ấy, đã, đã, theo thầy đã dặn dò rồi ấy, thì thông thường ấy, các em cứ vẽ bốn đường thẳng này cho nó cắt nhau luôn kiểu gì các em cũng sẽ đọc ra được một cái tứ giác hay là ngũ giác gì đó và thường là cái miền nghiệm của em thì nó sẽ là cái miền trong ý luôn ý thầy là nó sẽ là miền nghiệm là một cái miền đa giác ý luôn và các em thực ra nói thật là cũng không cần phải thay ô các thứ vào đâu em gạch bỏ hết cái, cái miền bên ngoài luôn đó tức là giống như là một cái ông mặt trời ấy. em nhìn thấy ông mặt trời không tỏa sáng ra ánh hào quang bên ngoài thì em thôi em gạch luôn bỏ mấy cái hào quang ý ly đúng không nhỉ và em lấy luôn cái miền bên trong ông mặt trời ấy là xong ý thầy là như thế đó thực tế chứng minh điều đó đúng không vì miền nghiệm thường sẽ phải là một miền đa giác phẳng kín thế thì thực ra cũng không cần phải thay ô thế yết các thứ vào đâu được chưa thế cho đúng nguyên tắc thôi thực ra mình biết thừa đó như vậy là chúng ta đọc luôn bốn cái giao điểm là nhanh nhất đó ý thầy là như thế hiểu ý có thầy không đấy và các cái giao điểm ý có được bằng cách nào thì các em sẽ phải xem các cái giao điểm em đặt abcd đó thì em sẽ giải hệ tương ứng xem nó là giao của những ai thì em sẽ thế lẫn nhau vào hoặc là em bấm máy tính luôn thì em sẽ đọc được bốn cái giao điểm ý gì thế thay vào là nhanh đó đấy thì mọi người phải lưu ý nếu mà làm các thứ mà uh, tự luận mà cẩn thận ý, thì cả lớp cứ làm đúng cho thầy các cái bước mà thầy đã dặn dò không thiếu bước nào đúng không thật đầy đủ cẩn thận chi tiết còn bình thường á thì nói thật với em nó nằm ở cái chỗ đó là đọc luôn ra bốn cái giao điểm là xong ví dụ, ví dụ như thế tại vì bốn đường ấy thường mà giao cắt ấy thì khả năng cao ấy, nó cũng giống như kiểu nó hay tạo ra các cái đa giác tứ giác em tưởng tượng không thế này một hai ba bốn nhìn nó biết là khả năng bốn cạnh mà khả năng cao nó chỉ có tứ giác thôi ý thầy là như thế đấy có thể tự dự đoán được đúng không ba đường thì cũng có thể là tam giác nhưng bốn đường thì thường là tứ giác trên bốn thì có khả năng có thể là ngũ giác Đấy, hiểu chưa? Nhiều khi câu hỏi trắc nghiệm ấy, người ta hỏi Miền nghiệm đã cho là cái gì? Tam giác, tứ giác, ngũ giác, đoán ra luôn Đúng không? Ở à đây ví dụ như thế Và đọc luôn các đỉnh là quan trọng nhất Còn miền trong hay miền ngoài lúc đó thì nó chả quan trọng lắm Hiểu ý chỗ này nhé, đó, nhớ như thế Kinh nghiệm đặt ra như thế rồi, các em phải nhớ nghe kỹ chỗ này Để làm bài nó tưởng tượng được nhanh hơn đó chứ chúng ta cứ làm đúng các bước thì ừ đúng thật đấy nhưng mà nhiều khi á, nó thành lâu nói chưa ta phải có một vài cái kinh nghiệm bước 1 xác định miền nghiệm của hệ bất phương trình này đây là bước lớn đầu tiên vẽ đường thẳng d1 y 2x bằng 2 đường thẳng d2 là y bằng 4 đường thẳng d3 x bằng 5 và đường thẳng d4 x cộng y bằng âm 1 vẽ chuẩn nhé vẽ hai cái đầu à hai cái đầu với cái cuối thôi mới quan trọng. Hai cái giữa ấy chả có gì cả. Rồi, sau đó thay tọa độ điểm O vào vẽ nếu mà nhé thầy bảo này. Cái bài nào ấy mà hệ bất phương trình của chúng ta mà chỉ có hai bất thôi ấy, ờ thì em có thể là cô giáo mà nếu cô hỏi em các thứ cẩn thận em vẽ như thế nào, ờ thì em sẽ nói là uh, vẽ đây này nọ rồi đi qua điểm gì gì, nét gì xong thay từ từ. Nhưng thầy cũng có một cái dặn dò chú ý cho các em luôn là những cái hệ nào mà từ ba bất trở lên đấy thôi theo thầy không cần phải nói rõ là <laughs> vẽ từng đường thẳng này tức là không cần phải xét riêng giống như trong bài trước đâu tùy vào từng bài đấy cái bài nào mà nó vốn và nó đã ngắn ngắn rồi ấy, thì mình sẽ làm cho nó đầy đủ cho nó dài ra như bài nào mà vốn nó đã dài rồi ấy, thì mình lại phải làm cho nó ngắn lại nhớ nhá không phải là mình làm tắt làm thiếu đâu mà mình làm thế thì nó sẽ ngắn gọn nó khoa học nó đơn giản thôi ở đây thầy xin phép sẽ không trình bày rõ cái việc đó là vẽ D1, D2, D3 thế nào rồi thay ô vào ta thấy làm sao không, không, không được chưa không, no, no em có thể nói là cái bước đó đơn giản ngắn gọn em sẽ tự hiểu và xong em vẽ, vẽ luôn miền nghiệm có thể thầy cô vẫn cho phép nhớ nhé đó. chứ bây giờ ngồi vẽ vẽ từng cái một các thứ như thế thì cũng được đấy nhưng mà thầy thầy sợ nó tốn thời gian đấy hiểu ý của thầy không đấy nhưng chúng ta chỉ cần nói một cách một cách gọi là ngắn gọn chung chung như thế thôi được không đó ý thầy là như thế Nhớ chưa? Nếu mà thầy cô cho phép nhé Chứ không về sau 4 bất phương trình, thì 5, 6 bất phương trình Cũng ngồi xét từng cái một ngẩng mặt lên cả lớp người ta đi về hết rồi. Nhớ chưa? Là tự luận thì không sao, ừ thích bao nhiêu được chứ làm trang nghiệm như thế thì chết đấy Được chưa? Đó, vậy nên là các cái bước bước nhỏ nhỏ mà hiểu đơn giản rồi ấy, Thì không nhất thiết phải ghi vào đâu Nhớ chưa? Tại vì mình mình toàn thông minh hết rồi mà. Đúng không? Ở đây toàn người thông minh Toàn người hiểu nhanh mà, đúng không? Đấy, ý, ý thầy như thế Được chưa? Đấy Thế nên, biết thế này thôi Ừ. thay ô vào để xác định cái miền nghiệm của nó thì thầy, ý thầy là thầy sẽ chỉ nói cái hướng đi cái phương pháp thôi nhớ chưa chứ không không cần phải xét rõ đường nào với đường gì nữa. nhớ chưa ừ. rồi đấy và em vẽ ra hộ thầy thì sẽ được kết quả này đó nhớ chưa làm đơn giản ngắn gọn vậy thôi nhớ nhá đó đấy thấy chưa thì mọi người vẽ ra và so sánh trong trường hợp này đấy ta thấy chưa dự đoán biết ngay tứ giác ABCD Không thể chạy đi đâu được đúng không? Thoát đi đâu được Đấy Đây nhắc lại lần nữa cẩn thận nhá Đây cái đường thẳng uh, uh, kia Đường thẳng đầu tiên này đi xuống này Đường thẳng này là x cộng y bằng âm 1 Đây em vẽ chuẩn cho thầy hay được à, đi qua hai điểm Đấy uh, cái điểm uh, kia kìa, đó, điểm trừ uh, 1, 0 Đúng không nhỉ? Đó và 0 trừ 1 <laughs> rất là dễ. Nhẩm trong đầu nó ra Ok, còn cái đường thẳng uh, kia y 2x 2 kìa. Đó, đem vẽ cho thầy đi qua cái 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 uh, chỗ kia. Thấy không? Đó. Nó cũng đi qua đó là -1 không Công nhận luôn. Được không nhỉ? Đó, nó cũng uh, đi qua -1 không luôn. Và nó cắt tại cái chỗ tung độ kia là uh, 0 2 do bài này là cái tọa độ điểm của nó rất là đẹp luôn em có thể nhẩm nhẩm viết ra nháp cái chỗ đó được không ai rồi hai cái đó là coi như cắt là xong nhá ừ. còn hai đường thẳng uh, x bằng 5 và y bằng 4 thì uh, y bằng 4 thì nằm ngang qua 4 x bằng 5 thẳng đứng qua 5 nói như thế là người ta hiểu ngay <laughs> như chưa chuẩn đấy em phải cố gắng làm sao em thể hiện nói được như vậy đơn giản lắm đấy em thấy không bốn đường này em cho nó giao cắt nhau kiểu gì nó cũng ra cái miền phẳng ở giữa đúng không là tứ giác thì em không cần, thực ra em không cần quan tâm là thay không vào thầy ô không không vào kiểu gì nó đúng rồi, yên tâm đấy em có biểu diễn từng cái một ra thì kiểu gì nó cũng quy lại nó cũng về cái miền giống thầy thôi chứng minh rồi đấy cái bước đó thầy cho các em tự làm nhé ừ. rồi cái hình này quen không cái hình này là tứ giác nhỉ và em sẽ đọc được tọa độ bốn cái giao điểm ABCD em có thể đặt khác thầy cũng được nhưng mà chung quy là nó vẫn như nhau Đọc giao điểm A đọc đúng không? Được đúng không? Giao điểm A là giao của ai nhìn trên hình biết ngay Giao của ai chúng ta thấy lẫn nhau vào Kia, giao điểm A kìa thì chúng ta biết ngay cái tung độ là Y bằng 4 rồi Y bằng 4 đúng không? Ừ. Thì bây giờ nó giao tiếp của cái anh chàng Y chữ 2X bằng 2 Thì thế Y bằng 4 vào đấy Đúng chưa? Hoặc là em một là em thế nhá Hai là em có thể gióng trên đó Nếu mà đẹp em gióng đọc được luôn Hiểu ý không? Thí dụ nhá, A trong trường này thầy gióng thì đọc xuống Thầy biết ngay là 1 4. Nếu chẳng hạn nó không lẻ ấy, em cảm thấy nó không lẻ. Em vào vẽ chuẩn thì nó sẽ đẹp ngay, có trừ khi em vẽ sai thôi. Thì em gióng xuống đọc nó mới lẻ. Nhớ chưa? Đó. Thế thì một là em gióng trên đó em đọc luôn hộ thầy. Hai là em sẽ thế lẫn nhau vào, nó là giao điểm của ai thế lẫn nhau vào. Thì điểm A là 1 4. Điểm B, số nhìn thấy luôn. Đúng không? 54 Thế C, C đâu nhìn kỹ vào. Ồ, oh, X bằng 5 Còn cái chỗ kia Có khi bị trừ 6 ấy nhỉ Được chưa? Trừ 6 à? Hợp lý đấy, ừ, nghe có vẻ giống trừ 6 đó. Trừ 6 thay vào nhé ừ. Và cái D Hình D quá rõ rồi Âm 1 0 <laughs> Nằm trên trục hoành âm 1 0 Đấy, thấy không? Đọc luôn luôn như vậy nhớ nhá cái công việc quan trọng nhất trong trường hợp này đó là vẽ nhanh 4 đời ra và đọc luôn bốn cái đỉnh đó cho thầy cái việc ý là việc quan trọng, còn các cái khác các có hay không không quan trọng. Nhớ như thế. Rồi. Kết luận. Miền nghiệm của hệ bất đã cho chính là một cái miền tứ giác ABCD, A14, B54, C5-6, D-10. Và uh, chúng ta sẽ tính cho thầy giá trị của cái biểu thức f này tại bốn điểm đã cho là xong. Kết luận là đi về thôi. Nào, em có thể kẻ bảng ra cũng được hoặc là tính từng dòng ra giống thầy cũng được cho nó gọn. Bạn nào thích thì có thể kẻ bảng ra. Chỗ này thì uh, nhẩm cũng được nhé, tại vì f của em là trừ x trừ y. Còn bình thường thì em có thể nhập biểu thức đó vào máy tính dưới em can giống như bài trước thầy vừa dạy em ấy, can bằng máy tính thì tính cũng được cho nó nhanh. Đúng không? Có nhớ không? Dạy rồi đấy nhá. Ừ. 1 trừ 4 là trừ 5 này. Trừ 5 trừ 4 là trừ 9 này. Trừ 5 trừ 6 Ah, ah, oh, oh. Rồi, chỗ này Trong lúc bối rối sơ xuất xin phép được lượng thứ Chỗ này chúng ta có 6 <laughs> Rồi, chữ 5 chữ, chữ 6, được chưa nhỉ? Như vậy là bằng 1, chúng ta cẩn thận được chưa Đó, và Trừ trừ 1 Rồi trừ 0 Tức là 1, chúng tính cho cẩn thận nhá Sai dáng chịu, hiểu chưa? Sai thua đấy, hiểu chưa? Sai là mình thua luôn Rồi, bây giờ so sành so sánh cho thầy bốn cái này ta thấy ngay đó là lớn nhất là bằng mấy ở à, bằng một giá trị lớn nhất của biểu thức f lớn xy này là bằng một và nhỏ nhất bằng mấy âm chín em có thấy không dấu bằng xảy ra nó lại có thể xảy ra tại hai điểm điểm này hoặc điểm này đều được có những bài nhá, người ta có thể hỏi em là dấu bằng xảy ra tức là giá trị lớn nhất đó đạt được tại điểm nào thì trong trường này có thể xảy ra tại hai điểm. Thì hai cái này nó cùng ra một thấy chưa ở à, đấy bình thường thì có thể là chỉ có một điểm ra thôi nhưng cũng có trường hợp là hai cái nó cùng ra một cái chả sao đó có đấy nhá đấy hai này nó cùng ra một cái đúng không ừ, được đấy chuẩn chưa rồi còn uh, nhỏ nhất là âm chín đạt được tại điểm 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 uh, này năm bốn ok 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 được chứ đó như vậy chúng ta kết thúc bài này nào xong chưa chúng ta nắm được những cái chỗ thầy dặn dò chưa xong nhá rồi, các bạn và kem thân mến, bây giờ chúng ta sẽ cùng làm bài tập 2.15 các em nhé. Nào, đây sẽ là một cái bài toán thực tế rất là hay đây Và chúng ta sẽ ứng dụng cái hệ bất phương trình bằng nhất hay ẩn vào Đó, để chúng ta tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của một cái biểu thức F lớn XY Đó, nào, Kem sẽ cùng đọc đề bài và phân tích với thầy Kem nhé Bác An đầu tư 1,2 tỷ đồng vào ba loại trái phiếu Trái phiếu chính phủ với lãi suất 7% một năm Trái phiếu ngân hàng với lãi suất 8% một năm và trái phiếu doanh nghiệp rủi ro cao với lãi suất 12% một năm. Rồi ok. Vì lý do giảm thuế, bác An muốn số tiền đầu tư trái phiếu chính phủ gấp ít nhất 3 lần so với số tiền đầu tư trái phiếu ngân hàng. Đó. Hơn nữa, để giảm thiểu rủi ro, bác An đầu tư không quá 200 triệu đồng. Đó. Cho trái phiếu doanh nghiệp rồi, hỏi bác An nên đầu tư mỗi loại trái phiếu bao nhiêu tiền để lợi nhuận thu được sau một năm là lớn nhất Đó, các em đã nắm được nội dung của đề bài chưa nhỉ? Đó, ok Rồi, chúng ta nhận ra ngay à, Trong bài toán này, đó Đây là một bài toán kinh tế Đó, mà cụ thể hơn ở đây chính là đầu tư vào tài chính Đầu tư tài chính ngân hàng, đúng không? Đầu tư vào việc mua trái phiếu Đó, để... Uh, sinh ra lợi nhuận, sinh ra lãi Các em thấy không? Người ta cho em ba loại trái phiếu uh, Chính phủ, ngân hàng Và doanh nghiệp Và có cái uh, lãi suất tương ứng bên cạnh rồi đấy Đó để các em uh, tính ra lợi nhuận thôi Mọi người có hiểu trong trường hợp này Tính lợi nhuận thì chúng ta sẽ uh, Phân bố, đầu tiên nhé Ta sẽ uh, nói về cái việc uh, đầu tư đã Cụ thể trong bài này là Bác An có tổng số tiền đầu tư là 1,2 tỷ đồng Các em sẽ đổi ra theo triệu đồng nhé Cho nó dễ làm Thì sẽ là 1.200 triệu đồng đúng không? Và các em sẽ phải phân bổ mỗi một loại uh, trái phiếu này thì ta đầu tư bao nhiêu tiền đó. Còn cái biểu thức tính lãi thì các em biết rồi đấy, tính lợi nhuận đấy. Em sẽ lấy cho thầy cái lãi suất phần trăm tương ứng rồi nhân với số tiền đầu tư của mỗi loại trái phiếu. Em sẽ tính được ngay, thiết lập được cái biểu thức uh, f lớn xy uh, để tìm lợi nhuận. Mọi người hiểu chưa? Đó chỗ đó thì ok rồi. Nhưng ở đây có những ba loại đúng không nhỉ? Ba loại mà bây giờ mình lại chỉ có hai ở xy thôi. Như vậy bây giờ mình chỉ cần gọi cho thầy hai loại nào đó đấy ghi xong em lấy cho thầy cái uh, 1,2 tỷ kia em trừ đi thì ra cái còn lại nhá. Đúng không? Đó, mỗi khi này chúng ta chỉ làm có hai ẩn thôi. Ở đây có ba loại người ta đã cho biết tổng rồi. À, như vậy chúng ta sẽ trừ đi để ra được cái anh chàng còn lại. Ở đây mình gọi ai là x y đều được nhá. Em có thể gọi trái số tiền đầu tư và trái phiếu chính phủ đi là x đi. Thì uh, trái phiếu ngân hàng sẽ là y. Và lấy 1.200 triệu đồng kia Trừ đi x, trừ đi y Thì sẽ ra là còn lại là trái phiếu uh, doanh nghiệp Hoặc cũng có thể em sử dụng một cách khác Em gọi x Là trái phiếu ngân hàng đấy chẳng hạn Y Là số tiền đầu tư vào trái phiếu uh, doanh nghiệp Vân vân, đó Thì Làm bằng cách nào thì kết quả của chúng ta vẫn sẽ uh, Thu được uh, giống nhau Có điều là khi mà em thiết lập Ra cái hệ bất phương trình mới nhất hay ẩn đấy, Thì các hệ có thể là sẽ ra khác nhau và vẽ nó sẽ khác nhau đó nhưng mà kết luận cuối cùng thì sẽ phải giống nhau mọi người lưu ý nhé nào để chứng minh cho điều đó thì thầy sẽ hướng dẫn chúng ta làm làm bài này bằng cả hai cách ít nhất là có hai cách rồi đấy thậm chí em còn có thể có ba cách nữa cơ em gọi khác đi cũng được mà đúng không chúng ta sẽ cùng làm nhé đầu tiên các em đến với cách một trước chúng ta đổi cho thầy 1,2 tỷ đồng em thấy ở trong này người ta có nhìn cái 200 triệu đồng kia không Người ta đổi sang 1.200 triệu đồng Gọi X là số tiền đầu tư để mua trái phiếu chính phủ Y là số tiền để mua trái phiếu ngân hàng Đúng không? Đơn vị triệu đồng Các em có điều kiện là gì nhỉ? Chắc chắn là XY phải lớn hơn hoặc bằng 0 à, Và nếu mà các em muốn chặt chẽ hơn ấy, Thì XY sẽ phải nhỏ hơn hoặc bằng 1.200 Chuẩn rồi Tại vì tổng của chúng ta là 1 tỷ hai mà Nên là không thể vượt quá được 1.200 uh, triệu đồng được các em có thể viết dưới dạng bất phương trình kép như thế này thì viết thế này thôi là chúng ta đã có bốn bất phương trình rồi đấy. Chúng ta sẽ còn hai bất phương trình nữa. Em có thấy hai dữ kiện người ta nói vì vì kia không? Đấy, vì lý do giảm thuế đấy, đấy, nên uh, bác ấy muốn đầu tư vào trái phiếu chính phủ gấp ít nhất 3 lần so với ngân hàng, như vậy là lớn hơn hoặc bằng 3 lần đấy. Ít nhất 3 mà. Đó như thêm một cái nữa nhá và một cái nữa là để giảm thiểu rủi ro thì uh, doanh nghiệp mà hay rủi ro ấy, muốn đầu tư vào nhà nước nhiều hơn để cho an toàn ý thế còn nếu mà đầu tư các cái doanh nghiệp sợ người ta lỗ vốn phá sản các thứ ấy, đấy thì đầu tư ít ít vào đấy thôi thế nên là cái đó nó sẽ nhỏ hơn là bằng 200 triệu đồng thì đấy là một dữ kiện nữa đúng không đó như vậy ta sẽ có thêm hai bất phương trình nữa rồi chúng ta sẽ tính được nốt cái trái phiếu doanh nghiệp đầu tư vào sẽ là 1.200 chữ x chữ y chuẩn nhá. Đó và bây giờ ta thiết lập nào. Rồi, các bạn và các em thân mến, dựa trên những điều kiện đề bài đưa ra, chúng ta sẽ có uh, thêm một số bất phương trình sau đây. Nào. Vì số tiền đầu tư trái phiếu chính phủ gấp ít nhất 3 lần so với số tiền đầu tư trái phiếu ngân hàng nên chúng ta có được bất phương trình x phải lớn hơn hoặc bằng 3 lần y. Chuẩn rồi đúng không? Đó, ok. Và một cái nữa. Vì bác An đầu tư không quá 200 triệu đồng cho trái phiếu doanh nghiệp. Đó đúng không? Đó vì cái doanh nghiệp thì nó có thể nó, nó bác ý sợ là kiểu như doanh nghiệp lỗ vốn phá sản đấy, đấy đầu tư vào nhà nước chính phủ cho an toàn đấy đấy. Cái này, cái này chúng ta sẽ thu được lúc nãy đây. Doanh nghiệp ta đã tính ra lúc nãy là 1200 chữ x chữ y nhỏ hơn là bằng 200. Và từ đây kem chuyển về sang chúng ta có ngay được tổng x cộng y là lớn hơn là bằng bằng 1000. Ok. Từ điều kiện của bài toán đặt ra thì chúng ta thấy ngay số tiền bác An đầu tư vào trái phiếu lúc này phải thỏa mãn một cái hệ bất phương trình sau. Chúng ta chép vào. Đó. X y đều nằm giữa trong đoạn từ 0 đến 1200. Đó, cái này rất là chặt chẽ rồi đúng không? Đó. Các em viết thêm cái này vào để cho nó chặt chẽ mà. Đó. Hai cái dưới đây. X cộng y lớn hơn hoặc bằng 1000. X trừ 3y lớn hơn hoặc bằng 0. Các em chuyển về sang. Chúng ta gọi cái hệ này là một la, một la mã. Và bây giờ các em sẽ đi vẽ, biểu diễn miền nghiệm của chúng nhé. À, các cái bước mà vẽ các đường thẳng nào, đó, hoặc là thay tọa độ điểm ô, các bước đó em có thể tự làm ra nhé. Đúng không nhỉ? Đó, và vì vốn cái bài này, trình bày các thứ nó đã dài rồi, thế nên là chúng ta chỉ cần uh, nói nhanh, hoặc là chúng ta biểu diễn nhanh cho thầy cái miền nghiệm là xong thôi. Đó, để chúng ta còn sau đó, các em còn thiết lập biểu thức lợi nhuận và còn tính giá trị lớn nhất, nhỏ nhất mà. Các em vẽ cho thầy. Ở đây thì uh, theo dự đoán thì chỗ này chúng ta đã có 1 2 3 4 5 6. Đó, tuy là uh, thực ra thì cũng chỉ là 4 thôi. Đây là thầy chặn thêm hai cái này vào để cho nó chặt chẽ. Chặt chẽ đúng không? Nên như vậy khả năng vẫn có thể là từ tứ giác trở lên. Có thể có trường hợp sẽ ra là ngũ giác. Đó, nhiều trong trường hợp này thì ta khẳng định một cách chắc chắn thì thường nó sẽ rơi về tứ giác. Tứ giác đúng không? Tại vì nếu mà mình không tính hai cái sau này mình chỉ tính 1 2 3 4 cái này thôi ấy, ở đấy thì khả năng nó sẽ là tứ giác là khả năng cao còn chặn vào như thế kia để cho nó chặt chẽ mọi người lưu ý nhé các em tập vẽ đi tại vì cái này không khó đâu vẽ cái này em chỉ cần chặn cho thấy hai đường thẳng đứng đây x bằng không x bằng một nghìn vẽ thẳng đứng và y bằng không y bằng một vẽ nằm ngang như vậy chặn ra một phát đó đã, đã là một cái hình chữ nhật rồi sau đó chúng ta chặn thêm hai cái đường này vào nữa là xong đó và thông thường theo kinh nghiệm thầy đã dạy các em ấy thì thông thường chúng ta sẽ lấy cái miền nghiệm trắng là cái miền không bị gạch ấy thì nó sẽ làm bên trong đa giác đó và cái miền bên ngoài ta sẽ gạch bỏ đúng không chứ chúng ta không cần phải giải thích tại sao lấy miền này lấy miền kia nữa đúng không đó nhớ là như thế nhé đây chúng ta có được cái hình vẽ như thế này đó đầu tiên các em chặn chặn x cho thầy chặn đầy đủ nhé chặn x thì từ không tức là từ trục oi đấy chặn đến 1200 kem vẽ thẳng đứng xuống. Như vậy chúng ta có hai đường này và chặn thêm hai đường nằm ngang nữa. Y bằng 0 tức là trục hoành đấy và một đường thẳng 1200 ở trên nữa. Nhưng mà cái đường thẳng này khi vẽ ra thì yên tâm là nó luôn đảm bảo là tại cái miền nghiệm của nó thì luôn lại nằm dưới của cái chỗ 1200 rồi. Vậy nên là cái đường thẳng trên viết vào thì cho đầy đủ thôi, thực ra ở trên thì không cần. Em có thể vẽ ở thêm ở trên vào nhé. Đó. Chúng ta vẽ cho thầy thêm hai đường thẳng nữa đó là x 3y bằng 0 và x cộng y bằng 1000. Vẽ hai cái này rất là dễ rồi. Đúng không? Đó, các em lần lượt cho x bằng 0 cho y bằng 0 để vẽ nhé. Đó. Ta để ý cho thầy các cái đơn vị giống như thầy đã ghi trên này. Một cái chúng ta lấy 2 4 6 800 ở đấy, ở dưới tương tự như thế. Làm sao cho nó hợp lý. Đó. Em sẽ thấy ngay bốn uh, đường này lúc này nó giao cắt với nhau tạo ra một cái miền tứ giác. Thấy không? Đó, tứ giác ABCD. Và các em sẽ đọc nhanh cho thầy tọa độ các cái uh, giao điểm này trên mặt phẳng tọa độ luôn. À, đọc những cái này không khó nhá Đó, ví dụ đây, điểm A là giao điểm của hai đường thẳng này, chúng ta cho vào máy tính bấm giải hệ cho thầy nhá là nó ra luôn mà. Điểm A sẽ là uh, 750 và 250. Điểm B là giao cắt của đường thẳng trên với trục hoành, như vậy nó sẽ ra là 1000, x bằng 1000, y bằng 0. Điểm C, đây thì là giao cắt của cái này với trục tung, của cái đường thẳng thẳng đứng đây này, À đâu, với trục hoành, sorry, với trục hoành Nên vẫn sẽ là 1200 Không, đúng không, với trục hoành Và cuối cùng là điểm D Điểm D này thì nó đi qua gốc tọa độ đúng không Vẽ rất là dễ đúng không Đó, đường thẳng này x 3 y mà Đó, thì giao điểm chỗ này sẽ là 1200, 400 Đó Chúng ta chỉ cần thế cái x bằng 1200 vào thôi Tại vì nó giao cắt chỗ đó em gióng Thực ra nhiều khi nhá, thầy phát hiện ra Em chỉ cần gióng sang đọc là được Có những điểm dễ đọc ấy, gióng sang đọc ra luôn Đấy, như vậy bây giờ chúng ta coi như là ok rồi Miền nghiệm là cái miền ở trắng ở bên trong ấy, không bị gạch đấy Thì đã xong Kinh nghiệm là như thế mà, đó Em yên tâm đi, kiểu gì đúng rồi Nào, bây giờ ta thiết lập uh, Sau khi đọc được xong miền nghiệm của hệ 1 Là tứ giác ABCD với tọa độ đã cho Đây, tọa độ uh, vừa đọc được như ở trên bảng Được không nhỉ? Đó Thì chúng ta sẽ Thiết lập được cái lợi nhuận thu được sau một năm các em sẽ lấy số tiền đầu tư mỗi loại đó các em nhân với cái 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 lãi suất cái, cái, sinh lời tương ứng mà cái lợi nhuận tương ứng đầu tư vào nó sẽ sinh ra lợi nhuận mà đó chúng ta sẽ có biểu thức f lớn x y bằng uh, x nhân với 7% cộng y nhân 8% cộng mở ngoặc 1200 chữ x chữ y nhân 12% chuẩn chưa đó các em có thể nhân tung ra để cho nó gọn đi thu gọn đi 144 0.05x và -0.04y. Chỗ này thì các lớp dịch ra thì cũng chỉ là 0.07 thôi, không phải 0.08 Đấy. Đúng không? Chúng ta sẽ nhân ra như thế này để tí nữa thay số cho nó dễ. Và tất nhiên rồi các em sẽ sử dụng máy tính để thay cho nó nhanh. Các em sẽ gõ biểu thức này vào máy tính này. 144 0.05x đúng không? Các em gõ x ra này. -0.05x này, -0.04y này. Đó trong máy tính có các cái phím XY đấy. Máy 570, 580 đều có hết rồi. Các em có thể gọi alpha X hoặc là gọi X bình thường nó ra rồi mà, đó. Sau đó chúng ta sử dụng can đúng không? Can lần lượt CLC đấy, đó can lần lượt cho X bằng tiếp y bằng bao nhiêu thì tính hộ mình luôn đỡ phải nhẩm. Đúng không? Nhớ như thế nhé Làm thế này cho nó nhanh, nhớ chưa? Rồi. Bây giờ ta bắt đầu ta thay số thôi. Ta cần tìm giá trị lớn nhất và giá trị, giá trị lớn nhất bài này chỉ cần tìm giá trị lớn nhất thôi tại vì lợi nhuận thu về là lớn nhất mà đó thì đây ta cần tìm giá trị lớn nhất của biểu thức f lớn xy này khi y của em thỏa mãn cái hệ bất phương trình một đầu tiên đó thay số cho thầy đó đầu tiên tại điểm a bảy năm mươi hai năm mươi thay số vào đây đúng không nhỉ đó ta được chín sáu năm điểm b Uh, 1.00 đúng không? Thay vào thì sẽ là 94. Điểm C 1.200, thay vào thì sẽ là 84. Thực ra thay cái số 0 này khá là dễ rồi đúng không? Ừ, Đó. Điểm D 1.200.400, thay vào là 68. Như vậy lớn nhất đạt được sẽ là bằng 96,5. Đó. OK. Uh, dấu bằng xảy ra khi đúng không? X bằng 750, y bằng 250. Như vậy có nghĩa là Bắc An nên đầu tư 750 triệu đồng dành cho trái phiếu chính phủ và 250 triệu đồng cho trái phiếu ngân hàng. Và trừ đi còn lại thì còn là 200 triệu đồng tại vì nhiều nhất 200 triệu đồng cho doanh nghiệp mà. Đó thì ở đây 200 triệu luôn thật. Đó, dành cho trái phiếu doanh nghiệp. Chúng ta rõ rồi nhá. Đó ok. Đấy cách 1 là coi như xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thử làm tiếp cách 2. Đúng không? Đó. Để xem nó có cùng ra một kết quả không, đúng không? Đây, quay trở lại với đề bài ban đầu. Trong cách 2 này thì ở đây em đầu tiên em vẫn sẽ đổi cho thầy là 1 tỷ 2 là 1, 1 200 triệu đồng đã này. Để cho nó cùng đơn vị cho nó dễ. Lần này chúng ta sẽ gọi x cho thầy là trái phiếu số tiền đầu tư trái phiếu ngân hàng. Y là số tiền đầu tư trái phiếu doanh nghiệp nhé. Thực ra nó còn cách nữa cơ, đó. đó nhưng mà kiểu dị ra như nhau cả thôi. Thầy trong trường này thầy gọi hai cái này nhé. Rồi, còn tí nữa chính phủ người ta sẽ trừ đi, thế là xong đấy x và y của em tất nhiên là vẫn nằm trong đoạn từ 0 đến một nghìn hai Lúc này chúng ta sẽ có số tiền đầu tư vào trái phiếu chính phủ Lúc này sẽ quay trở lại là 1.200 x chữ y Nào ờ, Dự kiện đầu tiên đề bài đưa ra Có cái câu này này Đầu tư vào chính phủ Trái phiếu chính phủ gấp ít nhất 3 lần so với trái phiếu ngân hàng Lúc này 1.200 chữ x chữ y Lớn hơn hoặc bằng Có thể bằng nhá 3 lần x Đây là ngân hàng đấy à, Chuyển vế sang thu gọn đi Đúng không? Chuyển hai hôm này sang đây cho nó gọn đi Thì chúng ta sẽ có 4x cộng y nhỏ hơn là bằng 1200 Đấy, thấy không? Sáng tạo lên Tiếp tục Vì bác An đầu tư không quá 200 triệu đồng cho trái phiếu doanh nghiệp Nên chúng ta có luôn một cái bất phương trình nữa Đó là y nhỏ hơn là bằng 200 như vậy là cái x của em thì bị chặn cái x của em thì bị chặn từ 0 đến 1200 nhưng mà cái y thì nó bị chặn chặt chẽ hơn trong trường hợp này. Tại vì chúng ta gọi y ra mà. Thì lúc này y của em cuối cùng là chỉ bị chặn là từ 0 đến 200 thôi là hợp lý. Tại vì theo nguyên tắc kết hợp ấy, cùng lớn nó chọn người lớn hơn, cùng nhỏ chọn người nhỏ hơn. Vậy trong trường hợp này y của chúng ta đã tìm được chặt chẽ hơn rồi đấy. Đúng không? Là từ 0 đến 200 thôi. Như vậy trong trường hợp này chúng ta sẽ thu được đây. Hệ bất phương trình thỏa mãn điều kiện bài toán. Đó. Lúc này số tiền của bác An sẽ phải thỏa mãn đây. Đầu tư là x từ 0 đến 1200 y lúc này chúng ta chặn kỹ hơn đấy cho nó hẹp đi mà nó chỉ còn có từ 0 đến 200 thôi và chúng ta có 4x cộng y nhỏ hơn hoặc bằng 1200 đây chúng ta gọi là hệ uh, bất phương trình số 2 hay là mã đó uh, hai cái này thì vẽ rất là dễ chúng ta sẽ chặn cho thầy thực ra là bốn đường tất cả nó hình thành ra một kiểu một cái hình chữ nhật rồi trong trường này vẽ ít hơn đúng không chỉ cần vẽ một cái đường này thôi đấy thấy chưa Bây giờ vẽ đi Đó, đây. Đầu tiên là em uh, uh, chặn uh, chặn x và chặn y xong rồi nhá. Đó sau đó em vẽ cho thầy đường thẳng kia thôi là xong. Vậy này chặn x chặn y thì giống như kiểu vẽ một cái hình chữ nhật ấy, ý của thầy là thế. Đó. Hiểu chưa? Đó. Rồi, vẽ có mỗi một cái đường thẳng thôi, đó là 4x cộng y bằng 1200 là đường màu đỏ kìa. Em thấy hình vẽ lần này đơn giản hơn rất nhiều. Thấy không? Đấy, nó tùy từng bài nhá, tùy từng cách đấy. Đấy. Cho chỗ này vẽ ra, chúng ta vẫn thu được một cái tứ giác đó là OABC thầy đánh như ở trên bảng các lớp hiểu được không? Đó. Chiếc trèo này nó giống như là một hình thang vuông. Hình thang vuông còn gì nữa? Đó, đúng không? Và có thể người ta nếu trong một số cái bài toán trắc nghiệm có thể người ta hỏi các em tính diện tích của cái hình này lên này. Ví dụ như thế. Vân vân, đấy có thể hỏi rất nhiều ý, ví dụ như thế, vẽ hình này ra. Hiểu không? Đó hình thang vuông đấy, đấy. Các em có đọc được ABCD không? À OABC chứ. O00 này. A bao nhiêu? B bao nhiêu, C bao nhiêu, đọc được ngay nhỉ? Giao điểm trong trường này đọc rất là dễ. Tứ giác OABC, O00, A là 300, 0, B 250, 200, C là 0, 200. Làm hoàn toàn tương tự như bài trước này. Ở đây đọc rất là dễ luôn. Đó. Và em sẽ thay vào biểu thức lợi nhuận lúc này. lúc này chính phủ sẽ là 1.200 chữ X chữ Y nhân 7%. Lúc này ngân hàng đây, x nhân 8% doanh nghiệp y nhân 12% thu gọn 84 cộng 0,01 x cộng 0,05 y và lúc này các em lại thay số cho thầy để tìm giá trị lớn nhất của f lớn XY XY thỏa mãn hệ hai la mã đó hiểu được chưa nhỉ? đó chỗ này hoàn toàn tương tự thôi rất là đơn giản thôi nào và chúng ta thay tọa độ vào bắt đầu tính nhá làm tương tự cái chỗ này đó tại 00 không em thay vào là 80 tại 300 không thay vào là 87 tại 250 200 thay vào là 96,5 và tại 0 200 thay vào là 94 đấy em vẫn sẽ thấy đó là lớn nhất vẫn là 96,5 chả sai lệch đi đâu được đúng không đúng không ok hết dấu bằng vẫn sẽ xảy ra tại x bằng 250 và y bằng 200 có nghĩa là lúc này bác An cần đầu tư 250 triệu đồng cho trái phiếu ngân hàng, 200 triệu đồng cho trái phiếu doanh nghiệp và kem lấy 1.200 kem trừ hết tất cả đi thì đúng là còn 750 triệu đồng dành cho trái phiếu chính phủ. Đều rất ok, đó rất hợp lý và thuyết phục. Em thấy chưa? Cả hai cách đều hay cả. Trong đó thầy thấy gọi cách hai trong trường này vẽ đơn giản hơn rất nhiều. Đó, mọi người thấy không? Đó, đây là một minh chứng rất rõ ràng để cho cái việc là chúng ta gọi ẩn như thế nào thì bài toán đều đúng cả. Quan trọng là các em vẽ đúng là được. Rồi chúng ta kết thúc thành công bài này ở đây. Rồi, các bạn và các em thân mến, chúng ta đến với bài tập cuối cùng trong phần ôn tập của chúng ta ngày hôm nay, đó là bài 2.16 đó. Và đây cũng là một cái bài toán thực tế ứng dụng cái hệ bất phương trình bằng nhất hai ẩn đó. Các em cùng để ý nhé, đây cũng là một bài rất hay đây. Một công ty dự định chi tối đa 160 triệu đồng cho quảng cáo một sản phẩm mới trong một tháng trên các đài phát thanh và truyền hình Biết cùng một thời lượng quảng cáo Thì số người mới quan tâm đến sản phẩm trên truyền hình gấp 8 lần trên đài phát thanh Có nghĩa là cái hiệu quả quảng cáo trên truyền hình gấp 8 lần so với trên đài phát thanh Người ta hiểu ý chứ, đó đúng không Nào Đài phát thanh chỉ nhận các quảng cáo có tổng thời lượng trong một tháng tối đa là 900 giây với chi phí là 80.000 đồng một giây. Đài truyền hình chỉ nhận các quảng cáo có tổng thời lượng trong một tháng tối đa là 360 giây với chi phí 400.000 đồng một giây. Công ty cần đặt thời gian quảng cáo trên các đài phát thanh và truyền hình như thế nào để đạt được hiệu quả nhất? Đó, các em thấy không? Đấy. Gợi ý, nếu coi hiệu quả quảng cáo một giây trên đài phát thanh là một đơn vị Thì hiệu quả khi quảng cáo một giây Trên đài truyền hình sẽ là 8 đơn vị Tức là gấp 8 lần đấy, đó, kiểu như thế Khi đó thì hiệu quả Quảng cáo x giây nào đó Trên đài truyền hình, à trên đài phát thanh Sorry, đó, và y giây nào đó Trên đài truyền hình, thì lúc này Tổng chi phí chúng ta tính được Là bằng một biểu thức F lớn xy Và được tính theo Biểu thức đó là x cộng 8y Đó Bài toán này là thực ra người ta đang yêu cầu em tìm giá trị lớn nhất của cái hàm f lớn xy này với xy của em thỏa mãn các điều kiện đưa ra trong đề bài. Đấy, rồi như vậy người ta đã gợi ý cho mình một cái cái cái, cái chỗ mà tính tổng chi phí rồi đấy, đó ok. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng làm bài toán này. Em sẽ phải để ý thấy là đây là một bài toán đầu tư quảng cáo. Đó. Thấy không? Với các điều kiện đặt ra như vậy chúng ta cần Uh, gọi là gọi là gì ấy nhỉ cần phải đầu tư vào uh, uh, quảng cáo trên mỗi đài là bao nhiêu giây đúng không vì bài này nó ít giây mà bao nhiêu giây để cho cái chi phí là ít nhất tất nhiên là chi phí nó phải đảm bảo là ít nhất rồi có cái gì lợi nhuận thì nó mới nhiều nhất thôi mọi người lưu ý đúng không đấy đây là đầu tư chi phí quảng cáo rất hay đó rồi lúc này chúng ta sẽ hình thành ra một cái bảng số liệu như sau chi phí quảng cáo cho đài phát thanh trên trên đài phát thanh 80.000 đồng một giây đài truyền hình đắt gấp 5 lần đúng không nhỉ 85 40 đó 400.000 đồng một giây nhưng hiệu quả quảng cáo thì đài truyền hình lại gấp 8 lần cái này là một thì cái này là 8 em hiểu ý chưa đó rất hay đúng rồi thì đài truyền hình người ta phải tiếp cận nó phải ấy hơn nữa, đúng không đó hiệu quả mà nó tốt hơn thế đó từ các số liệu này đấy thì chúng ta sẽ Uh, gọi cho thầy, gọi x và y là số dây quảng cáo lần lượt trên các đài, đài phát thanh và đài truyền hình. Điều kiện chắc chắn phải là Xy lớn bằng 0 rồi, điều này hiển nhiên rồi. Đó, hai cái này chúng ta luôn có sẵn trong mỗi bài, đúng không? Đó. Bây giờ kem đổi cho thầy 160 triệu đồng, đây là cái tổng tiền đầu tư cho vào cái chi phí đúng không? em đổi theo nghìn đồng cho nó dễ làm về bài toán đằng sau em thấy các cái số liệu đấy đấy em thấy không người ta đều cho hết theo nghìn đồng người ta đổi sang 160.000 đơn vị nghìn đồng để cho nó cùng thống nhất đơn vị nào lúc này các em sẽ phải tính được cho thầy đó là cái tổng chi phí quảng à, à, tổng chi phí quảng cáo x dây trên đài phát thanh và y dây trên đài truyền hình là bao nhiêu thì chúng ta sẽ có ngay 80 nhân x cộng với 400 nhân nhân với y, đơn vị là nghìn đồng. Đây là tổng chi phí quảng cáo. Được không nhỉ? Đó. Và chúng ta sẽ thấy ngay là do công ty này chỉ chi tối đa là 160 triệu đồng nên chúng ta có ngay được một bất phương trình đầu tiên là tổng số lượng tiền đầu tư là phải nhỏ hơn hoặc bằng 160 triệu đồng. 80x cộng với 400y nhỏ hơn là bằng 160 chỗ này đã đổi rồi như vậy chỗ này là nghìn và uh, thu gọn chia tất cả cho 80 đi thì là x cộng 5y nhỏ hơn là bằng 2000 đấy là một cái nhá một cái nữa là em dựa trên điều kiện của mỗi đài truyền hình ấy mỗi đài ấy, đài phát thanh chỉ nhận các quảng cáo có tổng thời lượng trên một tháng tối đa là 900 giây nên chúng ta phải có thêm một cái điều kiện đó là x phải nhỏ bằng 900 cái này em có thể ghép vào luôn thành một bất phương trình kép từ đầu luôn được tức là x cho chạy từ 0 đến 900 luôn còn y thì sao y tương ứng với đài truyền hình chỉ nhận tối đa quảng cáo là 360 giây thôi cái này nó ít hơn đúng không? Tại vì nó có nhiều chương trình mà còn nhiều các chỗ khác quảng cáo nữa đúng không? đó nó phải ít thôi. thì chúng ta sẽ có y nhỏ hơn là bằng 360 giây ghép hai cái này lại vào cái kia thôi là chúng ta cũng đã có bốn bất phương trình rồi đấy đó rồi lúc này chúng ta đã hình thành ra một hệ bất phương trình x lớn hơn hoặc bằng 0, y lớn hơn hoặc bằng 0, x cộng 5y nhỏ hơn hoặc bằng 2000, x nhỏ hơn hoặc bằng 900, y nhỏ hơn hoặc bằng 360. Thế thì thực ra để hai cái này có thể ghép lại cũng được thành bất phương trình kép. Thì tí nữa chúng ta sẽ vẽ liền một phát cái này luôn trước này, rồi tí nữa vẽ một cái đường thẳng D này là xong. Có nghĩa là x sẽ chặn từ 0 đến 900, vẽ hai đường thẳng đứng. Y chặn từ 0 đến 360, vẽ hai đường nằm ngang nó cũng đã ra một cái hình chữ nhật rồi đấy sau đó chỉ cần vẽ thêm đường thẳng để chèn vào để ra một cái miền khép kín này, để ôm luôn để là xong biểu diễn miền nghiệm của hệ này trong mặt phẳng tọa độ các em nhớ tự làm chỗ này nhé chỗ này bây giờ đơn giản rồi chúng ta cố gắng làm nhanh thầy gợi ý cho như vậy rồi thực ra bài này cái hệ bất phương trình của nó khá dễ đúng không đây chúng ta sẽ vẽ được ra như thế này dự kiến rằng chúng ta sẽ chặn đầy đủ ra tất cả thẻ trong chập này là năm đường đúng không? 1, 2, 3, 4, 5 đường nên khả năng trong chiều này khả năng rơi rất cao về ngũ giác đấy chặn x nhá từ 0 đây đấy đến đây này 900 này. chặn y từ 0 đến 360 cả lớp hiểu ý của thầy rồi nhá đó vẽ thêm đường thẳng màu đỏ này này đúng không đó x cộng 5y là bằng 2000, 000 đấy các em vẽ chọn hệ đơn vị làm sao cho nó chuẩn đúng không đó thế sẽ thấy là nó sẽ cắt như thế này à, nó có thể là nó sẽ cắt cái trục trục hoành nó ra tại một cái chỗ rất xa nhé cắt tít ra tận bên tay 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 phải của em nhưng mà khi chắn lại để hình thành ra các giao điểm ấy chắn lại thì nó sẽ chỉ chắn ở cái chỗ thẳng này xuống thôi đúng không nó chắn khép kín lại ấy. đấy thì chúng ta sẽ thu được là một cái ngũ giác O A B C D rất hay và cả lớp sẽ đọc được rất nhanh các cái giao điểm này A và B rất dễ đọc rồi Đấy chỉ còn có mỗi Đấy, cái C Cái D rất dễ rồi Tại vì cái D toàn nằm trên các trục nó dễ này Đúng không? Đó Cái C kia thì em sẽ thế cho thầy cái Y bằng 360 Vào cái giao điểm với cái đường thẳng ý Thì tìm dễ ích cái gì thế thôi Còn đọc mấy cái con lại nhìn, nhìn nhầm nó ra Đúng không? Đó Rất rõ ràng rồi Vẽ ra nó rất là rõ Nếu mà các em vẽ chuẩn ấy Đọc ra luôn Cái lớp đã chặn được chưa? Rồi ok Được không nhỉ? Đó. Chúng ta trả lời, miền nghiệm trong trường này chính là một ngũ giác OABCD rất hay. A 900 0 B 900 và gióng thẳng với 220. Chỗ này cẩn thận thì cả lớp sẽ thay 900 vào đây ấy mà. Thay 900 vào cái đường thẳng này để tìm ra 220. C là 220 306 và D là 0 400. nào hiệu quả uh, của quảng cáo cho chập này thì chúng ta sẽ thấy ngay đó là bằng x cộng tám y người ta gợi ý cho em trước rồi vì người, người ta sợ là em uh, chưa hiểu hết được các cái lĩnh vực này các thứ thế nên người ta gợi ý cho các cái chỗ nào mà nó hơi khó đúng không thì uh, tổng uh, hiệu quả chúng ta cũng sẽ tính theo tổng lượng thôi cũng giống như là tổng chi phí ấy. tương tự như là tổng chi phí thì tổng hiệu quả giống như là tổng lợi nhuận ấy cũng kiểu thu về thì hiệu quả thu về cho chập này tương tự như lợi nhuận thôi thì hiệu quả quảng cáo chính là lợi nhuận nữa còn gì nữa đấy đúng không người ta biết đến càng nhiều thì càng càng quảng cáo được nhiều mà các em cũng sẽ cố các em cũng cố gắng lên nhé về sau cũng đi vào quảng cáo được phép đấy đó nhiều tiền phép đấy <laughs> hay phép đấy được chưa đấy Thế nhiều khi mình mới thấy là tại sao cứ xem một cái bộ phim mà <laughs> hơi một tí đang đến cái lúc hay thì nó lại ten 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 nó lại quảng cáo luôn mà càng nghe nó quảng cáo càng càng lắm cứ không không trách người ta được tại vì người ta phải thấy người ta mới có chi phí đúng không để 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 làm nó là thế đấy đấy thôi lúc ý mình tắt tivi đi một tí đó tắt TV một tí đấy hiểu không đấy thay không không vào thì bằng không này thay chín trăm không o a, b, C, D. điểm a thay vào là ra chín trăm b chín trăm hai hai mươi thay vào thì ra là hai sáu sáu thay hai trăm ba trăm sáu vào thì ra ba không tám thay 0 360 vào em có 2880. Đó, và so sánh năm giá trị này em sẽ thấy ngay uh, 3080 là giá trị lớn nhất. Đạt được tại điểm đó là có tọa độ 200 360 Chỗ này chúng ta làm rất nhanh. Đúng không? Nhanh như chớp luôn. Tại vì em có thể uh, nhập luôn cái này vào màn hình máy tính cho chúng ta can lần lượt tính cho nó nhanh. Đỡ phải nhầm mà. Rồi kết luận nhé Vậy công ty này cần phải đặt thời gian quảng cáo Trên đài phát thanh là 200 giây Và trên đài truyền hình là 360 giây Đó Thì sẽ đạt được hiệu quả nhất Đấy thấy chưa Rõ ràng Đấy Từ bài này chúng ta nhận thấy là Đấy người ta phải đầu tư Đúng không? Người ta phải tính toán cẩn thận cả đấy Chứ không phải là thích đầu tư bao nhiêu là, 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 là giải tiền ra bấy nhiêu đâu Đấy em thấy không? Rất là hay, rất là thực tế, trực quan luôn Đó, rất thiết thực các kem có được các cái kinh nghiệm bây giờ kem muốn mà về sau chúng ta làm được các cái cái cái, cái bài toán kinh tế này, này chúng ta làm được các cái công việc đấy không chỉ là mua bán rồi đầu tư trái phiếu đấy không đấy bây giờ đầu tư chi phí quảng cáo các thứ này đấy ta phải làm như thế nào mà để thu được là lợi nhuận là nhiều nhất mà chi phí lại là ít nhất đấy ví dụ như thế hiểu chỗ này không nhỉ đó trong trường này thì cái biểu thức này chính là cái biểu thức mà tính hiệu quả nên trong trường này chúng ta mới tìm cái f lớn xy là cái biểu thức lớn nhất vì hiệu quả nhất mà nhưng nếu như bài này mà người ta lại cho các em cái biểu thức f lớn giả sử nhé thì ví dụ là người ta là biểu thức mà cần tính uh, cái uh, chi phí các thứ hoặc uh, tức là cho ngược trở lại chẳng hạn người ta yêu cầu tính chi phí thì lúc đó có rất có thể người ta sẽ hỏi các em là nhỏ nhất ví dụ như thế chúng ta bám đúng và theo cái mà bài toán người ta hỏi Hiểu chưa nhỉ? Đó, thế là xong thôi Ta hiểu chưa? Đó, ok Khi hiểu được những cái này rồi Thì về sau chúng ta đi làm việc các thứ ấy, Em sẽ thấy là chúng ta có được trong tay Cái cái cơ sở của nó rồi Thì khi mà em làm thì em sẽ cảm thấy Nó rất là hiểu Đúng không nhỉ? Nó rất là hiểu và về sau chúng ta làm việc Nó sẽ rất hiệu quả Đúng không? Tức là những cái này chúng ta có Ờ, tính toán, có số liệu rõ ràng đàng hoàng Giống như kiểu là nói có sách máy có chứng ấy. Đấy. Chứ không phải là cái quảng cáo vừa thích đầu tư bao nhiêu được đâu Đấy, thấy chưa Quảng cáo này tốn phép đấy, công nhận Rồi, các bạn và các em thân mến Như vậy là mình đã hoàn thành xong Phù yeah. Mình đã hoàn thành xong Phần uh, bài tập ôn tập cuối chương Đó, khá là nhiều bài nhỉ Đó, để làm tốt được những bài này Đấy, em thấy không, rõ ràng là chúng ta phải nắm được bài thật là chắc này, chúng ta phải luyện tập đủ nhiều và phải hiểu thực sự về nó. Đúng không nhỉ? Không hiểu không làm được những bài này đâu, được chưa? Không làm được đâu, nói thật. Đó. Thầy chúc cho các bạn và các em chúng ta sẽ uh, luôn học bài thật là uh, tốt này, chúng ta sẽ cố gắng làm sao này để đạt được uh, kết quả thật là cao ngay trong những uh, cái bài học đầu tiên của cái uh, học kỳ 1 này mọi người cố gắng lên nhé đó rồi thầy hẹn gặp tất cả các bạn và các em trong những chương học sau đó những chương sau thì chúng ta sẽ còn rất nhiều các cái kiến thức mới và sẽ mở rộng ra cho chúng ta thêm rất nhiều các cái điều thú vị nữa hãy cùng chờ đón xem các em nhé rồi xin chào và hẹn gặp lại các em.